Các bạn thân mến, xin giới thiệu với các bạn, đây là clip số 5 trên cái kênh cây công trình bonsai hàng độc hàng nạn của mình. Đó, clip này thì mình xin giới thiệu với các bạn là cái cây này thì nó cái đường kính của nó được khoảng tầm 50, và cây này thì mình thấy là nó rất là xù xì. Đó, anh em có thể thấy là cái thân của nó có những cái hốc. Đó, có những cái hốc. Đó, chỗ này là cái dây buộc qua vòng qua là cái hốc của nó rất là lạ, đúng không? Và cái cành của nó cũng theo kiểu là đầu voi đuôi chuột. Đó, mình để tổng quan này cho anh em nhìn. Đó, cái gốc đấy, lên chỗ cái bệ ngồi này. Đó, và những cái cành nhỏ phát triển ra. Đó, cành nhỏ phát triển ra đây, những cành này nó rất là gì, rất là dáng rất là đẹp, đó, rất là lạ, độc. Đó, cành đấy, sang bên cành bên này thì như vậy. Đến chỗ này là chỗ cái bệ của nó này, cái bệ của nó đây là sần sùi, rất là sần sùi. Đó, đây đó là cái bệ, cái tay này rất là sần sùi. Đó, đấy, những cái tay này rất là sần sùi, rất là có thế, đúng không? Ok, đấy, cũng có sự gọi là can thiệp, cắt gọt tỉa rất là chuyên nghiệp, đục đẽo. Nhưng mà tại khái là cây này rất là, theo quan điểm là một người không phải chuyên môn sâu về cây cảnh, cái kênh này mình sẽ giới thiệu cho anh em, chứ mình không phải là rất là những cái bíu, những cái xùi sẹo của nó rất là ok, đặc biệt là cái thế này này, đấy các bạn thấy không? Đấy các bạn, thế cái tay của nó rất là ok. Đấy, rất là ok. Tay lên này. Đó, tay lên này. Đó, tay lên. Đó, mình sẽ chụp. Quý vị các bạn có nhu cầu liên hệ là 0163530592 để được giao lưu và giao dịch. Xin giới thiệu các bạn, đây là clip số 5.